Tòa tuyên tử hình người tình của cô gái chết trong chung cư ở Hà Nội. Do ghen tuông, Phúc đã nhiều lần đánh chị B khiến chị chết do phù phổi cấp, chấn thương vùng bụng kín. Ngày 25 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Hà Phúc, 36 tuổi, trú thành phố Hà Nội, 10 năm tù tội cố ý gây thương tích, tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt là tử hình. Theo nội dung vụ án, 23 giờ 15 ngày 12 tháng 8 năm 2022, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội nhận được tin báo có người tử vong ở căn hộ chung cư Dâu Thao. Nạn nhân là chị B, 25 tuổi. Nguyễn Hà Phúc, bạn trai của nạn nhân, có mặt tại hiện trường. Phúc có biểu hiện hoảng loạn. Quá trình điều tra, công an xác định Phúc có quan hệ tình cảm với nạn nhân từ cuối năm 2021. Khoảng tháng 2 đến 2022, Phúc tham gia các hội nhóm mua bán trái phép ma túy trên Facebook. Sau đó, Phúc và chị B thường xuyên ăn ở, sinh hoạt, tham gia mua bán trái phép chất ma túy và sử dụng chất cấm này cùng nhau. Phúc và nạn nhân có 3 lần mua các loại ma túy để vừa bán vừa sử dụng. Các lần mua bán đều có giá trị 1 đến 1,5 tỷ đồng. Chiều ngày 12 tháng 8 năm 2022, Phúc và nạn nhân có mâu thuẫn, nghi ngờ ghen tuông. Phúc đã nhiều lần đánh chị B sau đó, chị B đi tắm, còn Phúc ngồi trên sofa. Khi nghe tiếng bịch lớn, Phúc đi vào kiểm tra thì thấy chị B ngồi dựa lưng vào tường, mắt trợn ngược, chân tay co quắp. Nạn nhân sau đó đã tử vong. Nguyên nhân tử vong được cơ quan chức năng xác định phù phổi cấp trên người sử dụng chất ma túy, chấn thương vùng bụng kín. Trong căn hộ thu giữ được các tinh thể màu, theo giám định là ma túy các loại, tổng cộng gần 7,7 kg.